rồi ai cũng phải đi qua cơn giông bão của chính mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả, và ai trong chúng ta cũng đều trải qua những giai đoạn khó khăn, thử thách đầy sóng gió. Giống như những cơn giông bão trong thiên nhiên, những biến cố trong đời sống cũng bất ngờ và mạnh mẽ, đôi khi cuốn trôi đi mọi thứ ta đã từng gắn bó và tin tưởng. Những cơn giông bão này có thể xuất phát từ nhiều nguồn: sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, hay thậm chí là những khủng hoảng về tinh thần và cảm xúc. Đó là những thời khắc mà ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi, sự mất mát và sự bất định của tương lai. Tuy nhiên, cũng chính trong những lúc giông bão đó, con người có cơ hội để khám phá bản thân, nhận ra sức mạnh nội tại và học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Lịch sử đã chứng minh rằng, từ những cơn giông bão ấy, nhiều người đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và thậm chí còn thành công vượt bậc. Những bài học quý giá từ những khó khăn không chỉ giúp họ vượt qua các thử thách tiếp theo mà còn định hình lại giá trị sống, đưa họ tới những mục tiêu cao cả hơn. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân tích ý nghĩa của giông bão trong cuộc sống, những cảm xúc khi đối diện với nó, các chiến lược để vượt qua và những bài học quý báu rút ra từ những trải nghiệm đó. 1. Khái niệm về cơn giông bão trong cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối diện với những cơn giông bão riêng biệt. Những giông bão này có thể hiểu đơn giản là các thử thách, khó khăn hay biến cố bất ngờ mà ta không thể tránh khỏi. Chúng là những trở ngại ngăn bước tiến của con người, có thể làm ta chùn bước, nhưng cũng có thể thúc đẩy ta vươn lên. Đó có thể là việc mất đi một người thân yêu, đối mặt với sự nghiệp thất bại, hay gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những cơn giông bão này không chỉ đơn thuần là khó khăn bên ngoài, mà còn là những thử thách tinh thần, đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và lòng can đảm. Giông bão trong cuộc sống có nhiều hình thái khác nhau. Về tài chính, đó có thể là sự sụp đổ của một doanh nghiệp, mất việc làm hoặc nợ nần chồng chất. Một ví dụ điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi nhiều gia đình mất hết tài sản, người dân mất việc làm và phải đối mặt với một tương lai bất định. Về sức khỏe, đó có thể là những căn bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay các vấn đề về tâm lý như trầm cảm. Những cơn giông bão về tình cảm thường liên quan đến sự đổ vỡ trong hôn nhân, mối quan hệ gia đình hay tình bạn. Trong khi đó, giông bão về công việc có thể là sự thất bại trong sự nghiệp, mất động lực hoặc cảm thấy bế tắc trong công việc. Cuối cùng, giông bão tinh thần là những khủng hoảng về tâm lý, khi con người cảm thấy mất phương hướng, thiếu ý nghĩa trong cuộc sống hoặc không tìm thấy mục tiêu để phấn đấu. Mỗi người đều có hành trình sống khác nhau, và vì thế, những cơn giông bão họ trải qua cũng khác biệt. Một người có thể đối mặt với khủng hoảng về sức khỏe ngay từ khi còn nhỏ, trong khi người khác phải vượt qua thử thách tài chính khi đã trưởng thành. Chính vì vậy, giông bão trong cuộc sống là vô cùng cá nhân, phản ánh cuộc hành trình và những trải nghiệm riêng biệt của mỗi người. Ví dụ, Steve Jobs đã từng đối diện với cơn giông bão khi bị sa thải khỏi chính công ty mà ông sáng lập. Nhưng nhờ đó, ông đã có cơ hội để nhìn lại và sáng tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá sau này. Nhận diện được cơn giông bão mà mình đang hoặc sắp đối mặt là bước đầu tiên quan trọng để chuẩn bị cho những thử thách phía trước. Nếu không nhận diện được, ta có thể rơi vào trạng thái hoang mang, mất kiểm soát và không biết phải bắt đầu từ đâu để vượt qua. Tuy nhiên, khi đã nhận ra, ta có thể chuẩn bị tâm lý, xây dựng các chiến lược phù hợp và thậm chí biến những thử thách đó thành cơ hội để phát triển bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng khó khăn là mẹ đẻ của thành công. Những cơn giông bão trong cuộc sống không chỉ là thử thách, mà còn là động lực giúp con người trưởng thành. Qua mỗi lần vượt qua giông bão, ta không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn học được những bài học quý giá về cuộc sống. Nhìn lại lịch sử, nhiều người đã trở thành biểu tượng của sự kiên trì và bản lĩnh sau khi đối mặt với những giông bão khắc nghiệt. Nelson Mandela, sau 27 năm bị giam cầm, đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất, không chỉ của Nam Phi mà còn của thế giới. 2. Những cảm xúc và suy nghĩ khi đối diện với giông bão. Khi giông bão kéo đến, một trong những cảm xúc đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được là nỗi sợ hãi. Sợ hãi về sự thay đổi, về mất mát, về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cảm giác lo lắng này là tự nhiên và là phản ứng bảo vệ của cơ thể trước những điều chưa biết. Ví dụ, khi một người phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, nỗi sợ về cái chết, về việc để lại gia đình, về những kế hoạch chưa thực hiện sẽ lập tức xâm chiếm tâm trí. Tuy nhiên, điều quan trọng là không để nỗi sợ này kiểm soát, mà phải tìm cách để chế ngự và vượt qua nó.
cùng với nỗi sợ hãi là cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Khi giông bão quá lớn, ta dễ rơi vào trạng thái mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Ta cảm thấy như mọi cánh cửa đều đóng lại, không còn lối thoát. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, như tại sao lại là tôi? Tôi không thể vượt qua điều này, hoặc cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đây là những cảm xúc rất thật mà ai cũng có thể trải qua trong lúc giông bão. Khi đối mặt với khó khăn, con người thường bắt đầu tự vấn bản thân về nguyên nhân và ý nghĩa của những gì đang xảy ra. Tại sao tôi lại gặp phải chuyện này? Tôi đã làm sai điều gì? Cuộc sống muốn dạy tôi điều gì qua trải nghiệm này? Những câu hỏi này không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về tình huống hiện tại, mà còn mở ra cơ hội để ta tìm thấy ý nghĩa sâu xa hơn trong những thử thách. Ví dụ, khi một người mất đi người thân yêu, họ có thể bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống và tìm cách sống một cách có ý nghĩa hơn. Một trong những cảm giác phổ biến nhất khi đối diện với giông bão là cảm giác cô đơn. Ta cảm thấy như mình là người duy nhất phải chịu đựng điều này, rằng không ai có thể hiểu hay chia sẻ được với nỗi đau của mình. Điều này thường xảy ra khi giông bão là những vấn đề tinh thần hoặc cảm xúc, khi ta không muốn hay không thể chia sẻ với người khác. Cảm giác cô đơn này càng làm tăng thêm nỗi đau, khiến ta dễ dàng rơi vào trầm cảm. Mặc dù có thể trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng trong mỗi con người luôn tồn tại một tia hy vọng, một sự quyết tâm không bỏ cuộc. Đây chính là điều giữ chúng ta vững vàng, giúp ta tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Có những người đã tìm thấy hy vọng từ những điều nhỏ bé, từ tình yêu của gia đình, từ những câu chuyện truyền cảm hứng, hay từ chính ý chí sống mạnh mẽ của bản thân. Ví dụ, Nick Vujicic, người sinh ra không có tay chân, đã phải đối mặt với nhiều giông bão trong cuộc đời. Nhưng nhờ vào ý chí và hy vọng, anh đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. 3. Các chiến lược vượt qua cơn giông bão. Bước đầu tiên trong việc vượt qua giông bão là tự nhận thức và chấp nhận thực tại. Điều này không có nghĩa là từ bỏ, mà là nhận ra rằng ta đang gặp phải khó khăn và chấp nhận rằng đó là một phần của cuộc sống. Khi ta chấp nhận tình hình, ta sẽ có thể nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hơn và tìm ra các giải pháp thích hợp. Ví dụ, một người mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi sẽ dễ dàng đối mặt với tình hình hơn khi họ chấp nhận sự thật và tập trung vào việc sống một cuộc sống ý nghĩa trong thời gian còn lại. Không ai có thể vượt qua giông bão một mình. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc các chuyên gia là một bước quan trọng. Có những lúc, chỉ cần một người lắng nghe và chia sẻ cũng đủ để ta cảm thấy bớt cô đơn và tìm thấy sự an ủi. Trong trường hợp cần thiết, sự hỗ trợ từ các chuyên gia như bác sĩ, nhà tư vấn tâm lý hay những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể mang lại những góc nhìn mới và cách giải quyết vấn đề. Một ví dụ điển hình là các nhóm hỗ trợ cho những người mắc bệnh ung thư, nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm và tìm thấy sức mạnh từ cộng đồng. Phát triển tư duy tích cực là một trong những chiến lược quan trọng giúp ta vượt qua giông bão. Khi ta có thể nhìn nhận khó khăn dưới góc độ tích cực, ta sẽ có thêm động lực và sức mạnh để đối mặt với thử thách. Thay vì nhìn thấy thất bại, ta có thể xem đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Ví dụ, Thomas Edison đã thất bại hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện, nhưng ông không bao giờ nản lòng và cuối cùng đã thay đổi thế giới với phát minh của mình. Edison từng nói, tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Kiên nhẫn và bền bỉ là chìa khóa để vượt qua những giông bão lớn trong cuộc đời. Những thử thách không phải lúc nào cũng có thể giải quyết ngay lập tức và đôi khi cần thời gian để mọi thứ dần dần ổn định. Thực hành sự kiên nhẫn giúp ta tránh được những quyết định vội vàng, còn sự bền bỉ giữ cho ta luôn vững bước, không bỏ cuộc dù khó khăn đến đâu. Một ví dụ nổi bật là câu chuyện của J.K. Rowling, tác giả của loạt truyện Harry Potter. Trước khi trở thành một trong những tác giả thành công nhất thế giới, bà đã phải đối mặt với sự từ chối của nhiều nhà xuất bản. Nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn và bền bỉ, bà đã tạo ra một tác phẩm kinh điển. Khi đối mặt với giông bão, việc đặt ra mục tiêu nhỏ có thể giúp ta dễ dàng hơn trong việc tiến tới thành công. Thay vì cố gắng giải quyết tất cả mọi vấn đề cùng một lúc, ta có thể chia nhỏ các mục tiêu và tiến hành từng bước một. Điều này không chỉ giúp ta cảm thấy dễ thở hơn mà còn giúp duy trì động lực khi ta nhìn thấy những tiến bộ dù nhỏ nhoi. Ví dụ, một người đang cố gắng thoát khỏi nợ nần có thể bắt đầu bằng việc trả từng khoản nhỏ, dần dần xây dựng lại tài chính của mình. 4. Bài học rút ra sau khi vượt qua giông bão.
Sau khi vượt qua những cơn giông bão trong cuộc đời, điều ta có được không chỉ là sự giải thoát khỏi khó khăn mà còn là sự trưởng thành. Những thử thách đã giúp ta học được những bài học quý giá, giúp ta hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống, về những điều thực sự quan trọng. Ví dụ, những người từng trải qua bệnh tật nghiêm trọng thường có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, trân trọng hơn những khoảnh khắc bình yên và tình yêu thương của gia đình. Một trong những điều tuyệt vời nhất khi vượt qua giông bão là ta có cơ hội để khám phá sức mạnh nội tại của chính mình. Trong lúc khó khăn, ta buộc phải đối mặt với những giới hạn của bản thân và từ đó phát hiện ra rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ. Ví dụ, những người sống sót sau các thảm họa thiên nhiên thường kể lại rằng họ không hề biết mình có khả năng chịu đựng và vượt qua những thử thách khắc nghiệt đến vậy. Sau khi trải qua giông bão, ta sẽ trở nên đồng cảm hơn với những người khác đang gặp khó khăn. Trải nghiệm cá nhân giúp ta hiểu rõ hơn về nỗi đau và sự mất mát. Từ đó, ta dễ dàng chia sẻ và hỗ trợ người khác trong hoàn cảnh tương tự. Ví dụ, một người đã từng trải qua ly hôn sẽ dễ dàng đồng cảm và hỗ trợ những người bạn đang gặp khó khăn trong hôn nhân. Những thử thách trong cuộc sống không chỉ giúp ta trưởng thành mà còn giúp ta định hình lại các giá trị sống của mình. Khi đối mặt với những mất mát, ta có thể nhận ra rằng những điều ta từng coi là quan trọng thực ra không có giá trị nhiều như ta nghĩ. Ví dụ, sau khi mất đi một người thân yêu, ta có thể nhận ra rằng tình yêu thương và thời gian dành cho gia đình là điều quý giá nhất, hơn bất kỳ thành công nào về mặt vật chất. Mỗi lần vượt qua giông bão là một lần ta tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách tiếp theo. Kinh nghiệm từ những lần trước giúp ta có cái nhìn rõ ràng hơn, biết cách đối phó và không còn sợ hãi trước những khó khăn mới. Điều này giống như việc leo núi, mỗi lần leo lên đỉnh cao mới, ta không chỉ có thêm kinh nghiệm mà còn có thêm tự tin để chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. Cơn giông bão trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính những thử thách này lại là cơ hội để ta trưởng thành, khám phá sức mạnh nội tại và định hình lại các giá trị sống của mình. Mỗi cơn giông bão, dù lớn hay nhỏ, đều mang đến những bài học quý giá, giúp ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có những niềm vui và thành công, mà còn có những khó khăn và thất bại cần phải đối mặt và vượt qua. Những ví dụ từ cuộc sống thực đã chứng minh rằng, qua mỗi lần vượt qua giông bão, con người không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống. Những khó khăn đã qua giúp ta trân trọng hơn những gì mình đang có, đồng thời cũng giúp ta sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới trong tương lai. Thay vì sợ hãi hay trốn tránh, hãy đối diện với giông bão với sự tự tin và niềm tin rằng mọi thử thách đều có thể vượt qua, và qua đó ta sẽ tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù cho cơn giông bão có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có một ngày nó qua đi, để lại bầu trời trong xanh và ánh sáng của hy vọng. Và sau mỗi cơn giông bão, ta sẽ thấy mình đứng vững hơn, sẵn sàng hơn và tràn đầy nghị lực để tiếp tục hành trình của cuộc đời.